Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Pacific Realty and Finance, chuyên mua bán nhà, tài trợ địa ốc, refinance với tiền lời thấp, no point, no cost, tận tâm, uy tín, đáng tin cậy. Lộc Nguyễn, 714-823-5529. Anh Hoàng Trọng Thùy chào lại với quý vị với phần 3 của Cà Phê Sáng. Và vẫn tin liên quan đến tình trạng coronavirus, có những tin tức mà mình không nghĩ tới, đó là ở quận Cam này, do tình trạng lây nhiễm rồi đóng cửa kinh tế, rất nhiều các gia đình họ không có khả năng để mua thực phẩm cho con cái của họ nữa. Và trong đó có trẻ em. Tin tức ngày hôm nay trên OC Register ghi nhận á, theo cái tường trình báo cáo, quận Cam có thêm nhiều trẻ em bây giờ đang trong tình trạng đói. Có nghĩa là lúc trước thì em ăn được 3 bữa, bây giờ ăn còn 2 bữa. Lúc trước ăn được bữa thịt thật nhiều thì bây giờ không còn thịt nữa, mà phải ăn thêm những cái độn của cái thứ khác để cho no. Rồi bởi vì thêm nữa, lúc trước các em đi học á, các em được ăn sáng ở trong trường, nhất là những cái gia đình nghèo có những cái chương trình đặc biệt cho các em. Bây giờ thì các em ở nhà đó, bố mẹ không có tiền để làm thức ăn sáng. Thậm chí tôi biết cũng có những cái gia đình tiền nó không có đủ dư để mua được một cái vỉ trứng nữa để mà làm cho các con ăn nữa. Cho nên cái tình trạng đó nó đang xảy ra thưa quý vị. Và nhiều người có một số khu vực thì họ nói cái tình trạng nó cũng khá hơn. Tức là bây giờ các em có thể ăn được 3 bữa một ngày. Nhưng mà rồi có những cái tình trạng khác thì tệ hại hơn. Và bao gồm tình trạng mà các em bị phì mập, nghèo đói. Và bây giờ kể cả sống cũng khó khăn nữa. Housing, bố mẹ không có việc làm. Rồi tiền thì phải để trả tiền nhà. Cho nên khi mà trả tiền nhà rồi trả bảo hiểm xe cộ, những cái cần thiết đó, đó thì còn tiền nữa đâu mà mua đồ ăn thêm cho các con. Tội nghiệp. Khi mà nói đến cái chuyện mà đói ở Mỹ này á, nhiều người họ vẫn không thể nào họ tin được và không thể nào chấp nhận được hết. Nhưng mà đó là một cái thực tế, nó xảy ra rất là nhiều. Nãy anh Hoàng Trọng Thụy thì nói đến cái vùng ở Orange County, còn ngày hôm qua thì ở vùng Los Angeles, ở cái vùng mà thuộc cứ gọi là thung lũng San Bernardino, cũng đã người ta chuẩn bị những cái phần thực phẩm chuẩn bị cho Thanksgiving để trao tặng cho các em học sinh ở trong vùng, thì cũng gồm có gà tây, khoai tây. Thì khi mà có những người đi đến mà họ nhận những cái phần thực phẩm này á, họ phát biểu, họ khóc, họ nói họ không nghĩ rằng đến lúc mà họ phải đi nhận những cái phần thực phẩm này, bởi vì nếu không á, thì trong cái Thanksgiving tuần tới trên bàn tiệc nhà họ sẽ không có được những cái món ăn truyền thống như thế này. Từ đó để thấy rằng cái thực tế khó khăn rất là nhiều cho nhiều gia đình trong suốt thời gian qua, cũng như là cái trước khi mà xảy ra dịch thì nhiều cái gia đình nghèo mình đã nghe rồi, hay là mình cũng đã từng có những cái phóng sự liên quan đến chuyện những em học sinh hay sinh viên bị đói khi mà đến trường. Có những em không có nhà ở, các em phải ở ngoài xe rồi kiếm chỗ để tắm rửa, bởi vì chiếc xe trở thành cái căn nhà của các em luôn. Rồi có những em tại sao mà khi lên lớp người ta nói là các em bị xỉu. Mình nghe cái chuyện đó nhiều người nói là không thể tin được là ở Mỹ này khi mà thức ăn nhiều người thừa mứa người ta có thể bỏ mà lại xảy ra những cái tình trạng như thế. Ngọc Lan có một cái người quen đã từng kể rằng á, có hôm anh bước ra ngoài cái thấy kế bên nhà một cái thằng nhóc nhỏ ngồi, nó đói, ba mẹ nó đi làm đồ chưa về, thế là anh dẫn vô hỏi là nó muốn ăn cho nó vỉ trứng đem về nó chi, mà nó mừng, rất là mừng, mà đó là gia đình của một người không phải là Việt Nam, để thấy rằng là cái chuyện nó cái xã hội này nó rất là kỳ quái. Có những người rất giàu, có những người thì cũng rất nghèo, và cũng nói là khi mà mình cung cấp thực phẩm nhiều như vậy thì tại sao mà lại có những cái người mà lại xảy ra tình trạng đói, người ta cũng không giải thích được. Ngày hôm qua ở New York cũng ở một thành phố cũng có khi mà người ta xếp hàng dài để người ta nhận gà như thế này. Thêm nữa quý vị, chúng tôi cũng hơi thắc mắc, bởi vì mình nhìn thấy
ở tại Texas á, ngày hôm qua hình ảnh họ đưa đi, họ nói cả ngàn chiếc xe chứ không phải vài trăm chiếc xe, khi mà họ hay tin có một ngân hàng thực phẩm lương thực cung cấp thức ăn miễn phí, họ xếp hàng dài chờ đợi. Và đây là hình ảnh của đài truyền hình CBS ghi nhận được. Và trong số này chúng tôi thấy nhiều tài xế lái những chiếc xe mới tinh, những chiếc xe rất đẹp mà họ vẫn đi nhận. Thì cái câu hỏi đặt ra là thế nào cũng có cái tình trạng lạm dụng phải không ạ? Bởi vì Ngọc Lan nhớ có một lúc mà ở quận Cam này trên đường Westminster, nghĩa là người ta xếp hàng dài khi mà nhận được thùng mì gói, đại khái về thời Covid đó. Mấy ngàn người, mấy ngàn chiếc xe, mà trong đó kể cả những chiếc xe mà CD mới cũng lái vào. Và trên đó cũng có nhiều người phụ nữ ăn mặc rất là đẹp để mà xuống nhận những cái thùng mì gói như vậy. Rồi những hình ảnh này, Thanksgiving có gà Tây, và khi họ nghe có gà Tây miễn phí, lẽ đương nhiên trong số này thế nào cũng có những gia đình thật sự nghèo. Họ có một chiếc xe, họ cố gắng để dành tiền mua một chiếc xe để mà làm phương tiện di chuyển, thì họ không muốn chạy xe cũ. Cho nên mình thấy anh xe Thị, mới. Anh Thị nói cái chuyện mà xe mới rồi lại không có tiền đó, thì làm Ngọc Lan nhớ đến, anh Thị có nhớ là cách đây vài năm ở vùng Orange County của mình xảy ra một cái tin mà chấn động mọi người, đó là có 3 tù nhân vượt ngục khỏi cái nhà tù Orange County không? Khi đó cái chuyện mà bắt cóc một cái ông tài xế người Việt Nam đó. Cái ông tài xế đó là một trường hợp rất là đặc biệt. Khi mà lúc đó đài truyền hình Mỹ được phỏng vấn rất là nhiều, lúc mà đang phỏng vấn á, mới kể lại ông ta có một cái chiếc xe hơi mới, lúc là ông ta chạy giống như một cái kiểu Uber vậy đó, là mới bị bắt cóc. Nhưng mà ông ta mua cái chiếc xe đó trả góp, xe mới. Sau ông nói rằng ông để đó, nhà ông gần đó, ông ra đường, ông đứng ngay chỗ cái gốc mà Brookhurst với lại Bonsa đó. Xin ăn. Ông xin ăn. Xong rồi ông có cái phone ở trong túi, gần đó có cái chiếc xe đạp. Đến khi nào có người gọi báo rằng là có khách á, ông chạy xe đạp về nhà, gần đó. Ông lấy xe ông chở người ta đi. Nhưng mà bởi vì ông nói lúc đó ông chưa có khách nhiều đủ tiền để mà cái tiền đó có thể trả góp cho cái xe. Thành ra là cái job của ông kiếm thêm đó là cái chuyện mà ông đứng ngay đó để mà ông xin tiền. Tôi đi xin anh để làm cách nào có được tiền để trả tiền cho chiếc xe mới này. Vì vậy với những khán giả ở Việt Nam mà nhìn thấy những hình ảnh này, chính mình cũng phải gãi đầu để suy nghĩ. Wow, lạ ở quá nước Mỹ hả? Này xếp hàng dài đi xin ăn mà chạy xe rất đẹp. Mình không có biết được những cái tình trạng của những người này như thế nào. Lẽ ra mình thấy nghèo là phải đạp xe đạp hay là... Không nói được. Tại vì ở đây cái xe là phương tiện. Rồi lại có thêm cái trường hợp như thế này. Có nhiều người nói rằng là có những người đó, họ quá khó khăn. Họ không có cái phương tiện để đi đến đó để mà đứng giống như drive thru để nhận thức ăn. Thì có những người họ đi nhận giùm cho hàng sớm gì đó. Cho nên nhiều lúc cũng bị đánh đồng luôn với cái chuyện rằng là họ xếp hàng để mà họ nhận cái thực phẩm đó. Dùng ăn bị xin ngộ thì cũng nhận hơi... ha. Dạ, nhưng mà họ nói rằng là có những người đã lên tiếng nguyên một cái sớm như một cái khu giống như người già như vậy đó, họ không có phương tiện để họ đi, thì những người này họ đi thay, thì cũng có cái trường hợp đó. Nhưng mà nếu chỉ có suy nghĩ rằng là người nghèo thì chỉ có đi bộ hay đi xe đạp, thì cái chuyện đó nó không có thích hoặc hợp lắm với lại ở Mỹ. Tại vì ở Mỹ này một cái chiếc xe hơi nó tương tự với lại cái chân rồi, cho nên có người không có nhà nhưng mà họ sống ở trong xe. Có người không có tiền cho con ăn mà nhưng mà để tiền đi mua xe. Nhưng mà chúng thấy cũng có những cái trường hợp họ, bố mẹ thì xài xa xỉ lắm đó, làm nail cho đẹp, nhưng mà con thì là không có thức ăn ăn sáng đó quý vị. Nhưng khó hiểu quá. Ngày hôm nay có một tin tức này từ hôm qua rồi, nhưng mà có thêm những cái người mà họ phải vô tù sau khi mà chính quyền điều tra và thấy rằng những người này hối lộ cả triệu bạc để đưa con mình vào Harvard. Mời quý vị theo dõi tin tức ngay sau bản quảng cáo.